Tai nạn giao thông luôn rình rập người đi đường. Sáng hôm qua, trên đường Xuân Thủy, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong, một người bị thương. Vụ việc xảy ra khi hai cô giáo trên đường đi dự đám giỗ đầu của người thân đồng nghiệp thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách. Trước đó, hai nữ giáo viên di chuyển bằng xe máy lưu thông hướng vào Trắng vô Phan Thiết. Khi đến địa điểm trên thì bị một xe ô tô khách lưu thông chiều ngược lại tông phải. Cú tông làm xe máy bị bể nát phần đầu, một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường còn có một xe khách khác bị dở kính do va chạm với xe ô tô khách gây tai nạn với xe máy. Cả hai xe ô tô khách dừng lại hiện trường sau tai nạn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã đến khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ.